Đi vào lương nha anh em, vào lương cho chú Sáu Bình 3.500 con. Ông nội đâu? Kêu ông nội vô mày. Ông đang cho ba ba ăn. Vậy hả? Thả vô đâu? Thả vô nước á. Nước thả này hả? Thả làm chi? Nước ở trong hồ á. Trong hồ đẻ hay là hồ, hồ nuôi? Hồ tôi nuôi này nè. Thả làm chi? Bà hổ chú mày kêu là khử trùng đó. Trời ơi, gió điên hả? Hả? Gió điên thả chưa? Đạt chưa? Đã rồi. Trời ơi, khỏi đâu đây nè, để vô coi coi. Anh em ứng vô giùm con đi. Hả? Ứng vô giùm. Trời ơi, ta để người ta tạt cho mà cái đó gì mà gấp. Tạc nhiều không? Tạc nhiều không? Hả? Ông tạc nhiều không? Con muỗng cà phê hả? Con muỗng muỗng mình uống cà phê đó. Ừ cũng được rồi, không sao. Muỗng cà phê á. Iốt ai tạc chất này, iốt tao tạc chất tối. Nè mới muỗng này nè, cái muỗng này là có muỗng một rồi. Rồi không sao đâu. Nè muỗng này nè. Ừ. Có muỗng vô pha nước lỡ bạc à. Muỗng 1cc cái gì? Iốt điên phải không? Cái này nè. Ờ ăn qua đi. Nó hết thuốc tiếng mà còn này nè. Nói cái này cũng được. Nè, iốt nè, iốt đi nè thấy không? Thì cái đó mà cái này nó nói là nó nói cá luôn gì để gì tạt vô cũng được nữa phải không? À. Phải không? Hai phần chắc đây. Ví dụ như bây giờ cái hầm luôn hầm cá mình mà chẳng qua nó còn nuôi dưới mà nó gặp nước xấu rồi cái pha mấy dây dây tạt thấy là phải không? Được. Rồi vậy rồi phải rồi đừng hỏi nó đàng hoàng nãy. Cái này còn bao này phải nó không? Đó đó, mai 80 đó. Hả? Ừ. Rồi cái thằng này được không? Mang tiêu hóa đó. Ừ, được luôn. Hả? Được. Thì mỗi bữa ăn trộn chút chút chưa hả? Dạ. Biết đầu mới chạy lấy ngày nãy đó. Rồi thằng này... rồi lấy dao ra khui đi, rồi con chỉ thừng nước. Cho nó có khỏe chuẩn bị cái này được phải không? Cái này là được, 3, được. 395.000 hay gì đó. Ừ. Nấu rau hả sao? Cả giờ nhiêu ký hả? Xà lách 10.000 hả? Thì nghe nói trong này hết cải xanh luôn hả? Hôm qua có điện cho anh ký. Mười ngàn. Còn mấy cải kia là mình hết luôn. Nguyên dưỡng quả nhận trồng này không hả vậy? Đợt này nó trồng xà lách không hả? Mới xà lách với dúng nhỏ. Vậy hả? Thì dúng mắc hơn hả? Dúng 15 không? Dúng cũng 10 ngàn. Vậy hả? Nhiều quăng không? Mẫu này nè, con bán 4.500 rồi đó, bán mẫu này 4.500 không nè. Rồi này chú về chú đừng cho ăn nha. Bỏ mấy bữa mà. Bỏ chiều mai cho ăn. Thì là nay tới mời để nguyên dạ. Không? Để vô đó rồi. Bây giờ chú lấy cái thao đi. Chú lấy cái mờ nó lấy múc nước này nè. Lấy múc trong nước trong này đổ vô đây hết cảm ơn đi. Cái cà cũng được nữa. Ừ. Đổ vô đi. Cho nó quen nước không? Dạ, đổ cho nó quen nước một hồi đi rồi mình hết thừng. Ôi mình hết thả. Rồi đổ lại ừ đổ hết đó đi rồi hồi nữa khoảng 5 phút sau cái chú đổ thêm 2 ca rồi 5 phút sau nó đổ 3 ca rồi thấy lương nó vẫn nó đều nước giữa cái phần của con với cái phần của ông đó là mình hả khoảng tầm phần khoảng nửa tiếng 50 phút nó đổ 50 phút đổ đi dạ đi. Rồi đổ vào đây cái này thả ra đi rồi đấy hả ờ đổ rồi nó lên nó bằng cái lượng nước của con á nó khoảng giữa này thôi cho nó dung hòa. Dạ cho nó dung hòa lại giữa cái môi trường nước của trong cái hồ của ông với cái môi trường nước của con đây. Cho nó đừng sốc. Dạ. Rồi ha. Chuồng này nuôi 4-5 ngàn khỏe. Này có 3.500 mà. Này 3.500 coi là hả? Dạ 3.500 con.
nó lên đó. Đâu nó lên từ từ à? Không có, ý nó nãy nó đi xúc xúc giờ nói rồi đó. Dạ. Thôi, không có cơ quan. Không rồi có tạt thuốc tím nhót gì không? Chưa, cái này chưa tạt nè. Ô quậy quá trời, khỏi quậy quá trời. Khỏi đây đi, khỏi đây dỡ luôn luôn đi. Dỡ luôn hả? Dỡ luôn đi, xả nước thấp xuống chút. Hả? Xả nước thấp xuống chút nữa. Xả nước. Đâu chú dỡ nó là nó quậy thục xỉnh chứ gì sao làm mẫu được. Xả xuống thấp chút mà không đậy luôn hả? Trời ơi banh hết trơn rồi, không được rồi. Thêm đất đi. Hả? Thêm đất vô. Giờ lấy lá ra hả? Lấy lá ra đi. Rồi hạ nước xuống chút hả? Dạ. Phơi cho nó khô luôn. Cái này đâu làm mẫu được. Không nóng à? Không bây giờ anh thêm đất lên đi. Hả? Thêm đất vô một chút nữa. Múc đất đổ chỉ rồi hả? Dạ. Vậy là mới múc đổ lên cho bằng cái đó được không? Dạ. Cái này quá trời lở rồi. Nó sụp gì nó đâu làm mẫu được. Vậy là múc đất dưới mương được không? Không. Lên đất đào đất nguyên bờ cũng được. Hả? Dạ. Đào đất đó được không? Được. Cái này được nè. Thì đất chỗ nào đó đào thế vậy? Ừ. Đất bờ được không? Hả? Đất bờ được hả? Đừng lấy đất mương lên nó bể nó sụp cho ha. Thì đất trên khô. Ừ, đất dẻo cho nó. Dỡ ra đi. Không sao đâu, không biết có nóng đâu. Không biết đâu. Trời ơi đất. Ở bên em phơi khô nó một tuần không sao chứ. Dạ. Ừ. Rồi hôm gà chú chưa có tạt iốt nữa hả? Chưa. Tối tạt đi tại vì khi mà mình để vô trong cái này nó dùi á. Vậy là tối nay tạt cái này. Ừ. Mấy muỗng. Cái này khoảng nhiêu khối ta? À? Này bề ngang nhiêu? Cao khoảng nhiêu vậy anh em? Kiểm. Lâu cái này cái diện tích ra nước nè. Bề ngang này 42 m rồi đó, 4 m 9 m vuông đó. 9 m vuông nhưng mà cái lượng nước nè. Lượng nước này 3 tấc à. 3 tấc. 3 chiều cao 3 tấc hả? Ừ. 9 m. Ủa vậy sụp luôn trời. Vậy này là ruộng nữa nó chịu đẻ đẻ ruộng. Nó bằng đêm nó lên nó nặng trên luôn vậy. Mét điện khói. Này chín khói con này cũng bả khói. Này chú tạt khoảng mà 3cc 3 muỗng đó thôi, 3cc thôi. 3 cái muỗng nãy đó. Ừ. 3 muỗng hoài vô mấy 5 cái nước. Rồi tạt đều hết trơn luôn nha. Đó ba vậy? Ba. Mua ấm mua chưa? Được 200 con đó. Mua ở đâu vậy? Thằng thốm nó đi bắt rồi, nó nuôi rồi nó bà ké gửi nó luôn. Ừ. Hai ngữ đó rồi cũng như nó bắt cả 2000 con lận rồi. Rồi sao không giục tàu dừa vô? Bỏ tàu dừa thí gì đâu hả? Ừ, bỏ tàu dừa trên mặt cho nó lên nó đeo. Nó đeo đó được rồi. Này, lấy ba tàu này nè, ba dừa bỏ lên thêm tàu đi nó nè, bỏ dưới luôn chẳng nó đeo nhiều chứ hả? Ừ, biết đâu tính để đeo đó không. Đây là kiếm tàu dừa khô đi. Dạ, bỏ vô đó thì... Rồi cái này chú thêm đất vô, thêm đất cao hơn cục gạch được luôn. Cao hơn ừ, cao hơn khoảng cục gạch nó đi, tại vì nhìn nó thấp lắm nè, ông kia thấy nó thấp không? Ừ. Rồi nó quậy gì là nó đâu, nó lầy, nó lầy. Bây giờ nếu vậy thì mực nước này giữ vững mực nước này mà cao đất cao hơn cục gạch. Cao đất hơn nữa. Rồi vậy thì là đất cao mà nước thì giữ vậy. Dạ. Tại vì nó lủng lỗ gì ở đâu làm ẩu được, nó sụp chân rồi. Phải gọi nó quậy nè, quậy quá trời. Ừ. Ông làm cái này thì nó không có xì không? Đụng mà tối nó bò lên này đó. Ừ. Mà có mấy chục con mà làm dữ ta. Dữ lắm ạ. À. 70 con à. Kiếm bữa đếm 70 con. Gì được ơi. Rồi phải thêm đất nha. Bữa nay mới có đủ, bữa nay 7 8 ngày mà nó quậy vậy đó. 7 8 ngày còn sửa được, qua tới 10 ngày là bắt đầu đẻ rồi đó. Bây giờ phải làm sao để cho mình đừng cho nó sập nữa nè và thêm đất vô đi. Bây giờ mới làm được rồi ha. Dạ. Mời chút đổ luôn. Đất dẻo dẻo đổ thí rồi hả? Dạ, đất dẻo dẻo đổ vô à. Mình cứ sắp cho đều hết trơn đó. Mình ấy cho nó đều. Dạ, cho nó bằng hết. Để ấy thôi chứ không có đạp phải không? Để cho nó đều, để, cho em là được rồi. Em cho nhẹ. Dạ. Tay rồi, hiểu rồi. Ủa mấy cái na hoàng hậu đó trái nhiều không? Năm rồi trái nhiều không? Mới năm rồi trái chín, năm nay chắc cũng năm rồi được mấy chục ký gì. Mà đủ... Chuột hả? Không bọc là đủ. Không bọc là hư chứ. Ở quả con có một cây kìa, trái bay lớn gì nè. Bành trước rồi. Trái gần 700-800 gram. Đúng rồi. Nếu mà để đủ sức nó phải phân là 700 gram đó mà không gài nó bu quá rồi đủ chưa có kiểm tra nó cậy mẹ tính để tháng này được như được qua tháng 10 đặng kích cho nó Tết quá trời làm luôn ha. Rồi ở bản giờ xạ rau 200 con cái này dày không với cái này hả? 200 con này dày không? Đúng này thứ vậy nhỏ xíu mà ông phải bạc vào dừa mỏi vô rồi tàu dừa khô mà nó ha, tàu dừa tươi nè.
Bỏ thí vô trong hả? À. Bỏ dừa tươi sẽ nó ảnh hưởng nước không? Đâu, nó sinh ra tannin nó trị mấy cái nấm được luôn. Chặt dừa tươi bỏ thí vô. Chặt dừa tươi bỏ thí. Còn thẳng nó nước nó ra cũng kệ nó hả? Nó nâu vậy, khoảng hai tàu này được anh ạ. Hai tàu ha. Hai tàu này được. Nó mát nước nữa. Đâu không về, đâu, sợ cái ba nuôi trên hồ nó không hiệu quả, nuôi ở dưới ao nó mới hiệu quả. Ao thì nó có đất mà nó ao thì nó phải cực lắm, ao phải tấn chứ không tấn nó đi hết. Nuôi này chơi mà nó vẫn lẻ. Rồi vô đổ nước vô thêm, đổ nước vô thêm, đổ 2k đây. Nặng ta tiếp lên cái, tiếp lên cái. À, đúng rồi. Thì nãy giờ mình đổ nước vô vậy nè. Rồi nghiêng từ từ cho đổ vô. Cho hai chùm dây bự luôn đó. Hả? Cho hai chùm dây bự. Đụng mà nó ở chổng luôn đó. Nó ở chổng luôn hả? Chứ giờ lấy ra là nó còn ở chổng nhiều lắm đó. Dạ. Thành canh thôi. Đó, nằm chung thấy không? Vậy là bữa nay là chiều mai với mái trang phải không? Dạ. Chiều mai cho ăn. Rồi, ok, giao thành công. Lương mạnh. Đi đâu, đi chạy bà nó. Hồi nó vô à, hồi nó rút vô à. Nó nó thấy chỗ tối nó rút vô. Đâu, cái nó kiếm chỗ nó trú vậy ha. Dạ. Về thay nước mới ra thăm. Cái này á là chừng nào sáng chú thay nước nha. Rồi bây giờ ngày mai chắc không có vô đâu, chiều trước khi cho ăn á chú thay cái. Ha. Rồi cho ăn rồi á thì thấy nó dơ mình thay. Còn không thôi thì chiều á mình cho ăn. Rồi cuối cùng tối mình thay cái nữa. Bây giờ ngày mình nói rõ ngày mai mình không thay đi. Để ngày mai không thay, tới chiều thay rồi cho thay ăn. Thay rồi cho ăn. Dạ. Thay cho ăn như trước đi. Dạ. Thay rồi cái cho ăn, rồi bắt đầu cái thay. Ăn một hồi cái thay chứ thay thì nó... ăn khoảng nửa tiếng sau gì đó. Đủ cái thay cho mấy nhã à. Ừ. Cái ăn rồi lâu hả nhã? Nửa tiếng tiếng sau gì đó mình thay. Bao nhiêu quan trọng là bây giờ mình thay phải cho ăn. Dạ. Mà nó ăn rồi mà thấy mà rồi mới đầu này ăn ít đi. Dạ, ăn từ từ đó. Cho nó ăn là không cho dư. Dạ. Mà có thay cũng khoảng nửa tiếng mới thay chứ thay sớm nó ngã mồi đó. Dạ. Này ông cho ăn khoảng mới đầu cho ăn muỗng canh đó. Muỗng nãy đi ha. Dạ, muỗng bự hơn, muỗng canh, muỗng nấu cà phê. À, muỗng ăn canh mình đó. Ừ. Là muỗng không? Muỗng ra đi. Rồi. Bữa ăn muỗng ra. Dạ. Chừng nào nó ăn, nếu mà nó ăn trong vòng khoảng nửa tiếng nó hết thì bữa sau mình tăng. Còn không hết thì là dạ, hạn lại. Sẽ sẵn thả ruộng hả vậy? Kêu nuôi cá chê không nuôi cá chép ha. Ủa, cá chê đi dữ lắm. Dạ. Ruộng mà không có lu bu không mà phải đợi một đêm tắm mưa là còn thằng này chứ ít đi. Mấy cái cây mà na này na hoàng hậu này nó giờ nó tốt dữ rồi đó. Dạ. Cây mà hoàng kim nè. Cái sữa hoàng kim. Nè. Chưa mới có trồng giáp năm bông rồi đó. Đúng là giáp năm luôn đó. Hồi đó là bước không nó như nè, đây nè con nhánh nhỏ xíu à, vậy nè. Dạ trời ơi, đụng trăm mấy tao nói hoàng nó còn lầm hơn tao nữa, trăm rưỡi tao mua có trăm nó gì nó trăm rưỡi. Ủa mẹ gì thầy trò cái... tao dưỡng được sống được mấy cây nó không biết, còn cây nào không biết. Cây này giống cây mít tuna ha, thì bởi vậy mới coi, nhưng mà coi kỹ nè. Dạ. Cái lá nó khác nè, có sọc nè. Dạ. Còn mít mai nó lá nè có đủ
nó đủ thân, nó bông trái mình mẹ. Ủa mà cái này nó tự thụ không? Tự thụ, trái mình mẹ nè. Có cái này rồi trái mình mẹ. Ở trong trong cái thân nó lùi ra cũng như mít vậy. Dạ. Bông để thử là trái ra sao. Nghe nói nó có hộp một à. Nhà không sợ thiếu rau ha. Cái gì đây? Đồ gắn đồ bự cho bán. Còn mấy con gắn sao? Mấy con hả? Dạ. Dạ. Dở lên em coi coi. Đang ăn hả? Bắt nhiều lần quá giờ ăn yếu à. Nhét hả? Đủ rồi, để úp cái cái. Ông đổ hai ba cái thứ vô mà. Hấp cẩm. Chứ lựa mà không bán bự hết trơn rồi. Ừ. Rồi nó ăn kìa, cá chép. Mày nhiêu ký? Chép mua 90. 90 ngàn hả? Trời. Mấy tháng ngủ mày lớn nè.